Fast Case cho các bạn, trên tay mình đây đó chính là chiếc Samsung Galaxy M51. Nếu mà các bạn nào mà cần sửa chữa hoặc là thay thế màn hình thì đừng quên ghé qua cửa hàng của Fast Case nhé. Đối với chiếc Samsung Galaxy M51 này, hiện tại màn hình của nó đang bị xanh và chúng ta hoàn toàn có thể fix được bằng cách là ép cổ cáp màn hình. Bây giờ thì anh kỹ thuật viên sẽ tiến hành tháo toàn bộ những cái linh kiện bên trong chiếc Samsung này và tách cái phần màn hình này ra. Hiện tại thì cái phần màn hình này đang bị lỗi cái phần cổ cáp nha các bạn. Để nói sâu xa hơn về cái phần cổ cáp này thì các bạn sẽ có thể thấy được anh kỹ thuật viên ấy, anh sẽ cắt cái phần cổ cáp cũ và lắp sang một cái phần cổ cáp mới. Nhìn chung thì với cái tấm panel màn hình Samsung làm ấy, thì cái phần viền màn hình, viền cằm màn hình ấy, cái phần cằm đó cực kỳ mỏng, nên Samsung họ sẽ phải gập ngược cái phần chip cũng như là cổ cáp của cái chiếc màn hình này 180 độ. Như vậy thì rất là hay gặp lỗi. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm cho mình là các anh kỹ thuật viên bên Fastcare có thể lắp lại cũng như ép lại cái phần cổ cáp này hoàn toàn là nhanh chóng thôi, và cũng như là có một cái chiếc màn hình mà không cần phải thay thế. Việc mà ép cổ cáp ấy thì cũng sẽ có một cái chi phí nó rẻ hơn rất là nhiều so với việc mà các bạn sẽ thay mới hoàn toàn màn hình. Bây giờ thì anh kỹ thuật viên sẽ tiến hành dán lại những cái ROM cao su và lắp lại cái phần màn hình này cũng như là lắp lại những cái con ốc là chúng ta đã có một cái chiếc máy hoàn thiện rồi, và cũng như giao lại đến tay khách hàng. Nếu các bạn thấy clip hay đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Fastcare nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.